Việt sử toán thư xin được kính chào quý vị. Thưa quý vị, nếu như trong lịch sử Việt Nam chúng ta đều biết đến danh thần Nguyễn Trãi làm thơ mà đánh giặc, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, thì tại vùng đất Khoa Bảng Từ Sơn Kinh Bắc, nay là Bắc Ninh, cũng có những vị trạng nguyên tài giỏi như vậy. Nơi đây còn là xuất sinh hai vị trạng nguyên kiệt xuất vào hai thời kỳ lịch sử khác nhau của Đại Việt, đó là trạng nguyên Nguyễn Quán Quang và trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu. Trong đó, Ngô Miễn Thiệu được khen là lập thi thoái lộ, nghĩa là đứng làm thơ mà đẩy lùi được uy hiếp của quân Minh. Ông làm quan nhà Lê được 9 năm, tới chức ngự sử, lễ bộ thượng thư, đồng các đại học sĩ, tước Trình Khê Bá. Đến khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê năm 1527, ông không chịu làm quan nhà Mạc mà về Tam Sơn mở trường dạy học. Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư tìm hiểu về con người và cuộc đời của trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu. Họ Ngô hiếu học. Ngô Miễn Thiệu sinh năm 1498 hay năm 1499, mất năm 1556. Người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, Kinh Bắc, nay thuộc xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Một trong những người con xuất sắc của làng Tam Sơn là Ngô Thầm, đỗ bản nhãn khoa thi năm 1493. Ông là một trong thị nhập bát tú của hội thơ Văn Tao Đàn, nổi tiếng thời vua Lê Thánh Tông, làm quan đến thượng thư Thái Bảo. Năm 1499, Ngô Thầm sinh con trai, đặt tên là Ngô Miễn Thiệu. Miễn Thiệu là người thông minh, kế thừa truyền thống hiếu học của họ Ngô. Các tài liệu sau đây đều thống chép Ngô Miễn Thiệu sinh năm 1499. Các nhà khoa bảng Việt Nam, Ngô Đức Thọ chủ biên, nhà xuất bản Văn Học, Văn Bia đề danh tiến sĩ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, nhà xuất bản Giáo dục 2008, bia số 13, Văn Miếu Bắc Ninh, bia số 120. Ông đỗ trạng nguyên khoa Mậu Dần, niên hiệu Quang Thiệu thứ 3, năm 1518, đời Lê Chiêu Tông. Ông giữ các chức quan như Thượng Thư Bộ Lại Kim Đô Ngự Sử, Trưởng Hàn Lâm Viện Sự, Nhập Thị Kinh Viên và Tước Lý Khê Bá. Sau ông làm quan với nhà Mạc, giữ các chức quan như Thượng Thư Bộ Lễ, Đông các đại học sĩ, Ngự Sử Đài Đô Ngự Sử, Hàn Lâm Viện Thị Thư và Thăng Trình Khê Hầu. Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê. Ngô Miễn Thiệu vì trung thành với nhà Lê nên không chịu làm quan cho nhà Mạc. Ông về quê làng Tam Sơn dạy học. Trong 8 năm dạy học ở quê nhà, dưới bàn tay dạy dỗ của ông, rất nhiều người thi đỗ tiến sĩ và trở thành trí thức phục vụ cho đất nước. Từ khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, nhà Minh cho sứ sang hỏi tội nhiều lần. Mạc Đăng Dung phải nhiều lần dùng vàng bạc nhờ các quan ở Vân Nam tâu lên triều đình nhà Minh giúp. Tuy nhiên, vua Minh vẫn có ý đánh nhà Mạc. Nhà Minh cử các tướng dẫn quân uy hiếp, xem động thái nhà Mạc thế nào. Tướng Trương Nhạc ép Mạc Đăng Dung phải đích thân đến cửa Nam Quan bỏ đế hiệu và chịu tiến cống theo lịch trình. Mạc Đăng Dung cùng các cận thần đến Nam Quan, rồi tự trói mình gặp sứ nhà Minh, chấp nhận theo đúng các yêu cầu thần phục mà không xưng đế. Nhà Minh yêu cầu trả lại mấy động mà Nùng Trí Cao đã chiếm từ thời nhà Lý và cống nạp theo lệ. Mạc Đăng Dung đều chấp nhận, nhờ đó mà quân Minh không tiến sang nước ta. Nhà Minh làm thơ, miệt thị nhà Mạc. Sau này, nhà Mạc mấy năm liền tiến cống đều thiếu. Vua Minh sai hán Ninh Cầu Cừu Loan làm tổng đốc quân vụ. Binh bộ thượng thư Mao Bá Ôn làm tham tán quân vụ, thống lĩnh một đội quân sang hỏi tội nhà Mạc. Đội quân này đóng quân ngay nơi biên giới hai nước. Mao Bá Ôn làm bài thơ Vịnh Bèo nhằm miệt thị nhà Mạc và cũng là để thăm dò nhân tài nước Nam. Bài thơ như sau: Tùy điền trục thủy mạo ương châm, đáo xứ khang lai thực bất thâm, không hữu căn miêu không hữu dịp, cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm. Thiên trùng lãng đà thành nan phá, đảng thức phù thì ná thức trầm. Đại đề trung thiên phong khí ác, tảo quy hồ hải cánh nan tầm. Bản dịch của Thạch Cang.
tràn lan ruộng nước nổi bồng bềnh, khắp chốn xem ra gốc bám nông. Riêng có rễ mầm, riêng có lá, dám sinh cành cội, dám sinh lòng. Tụ rồi lúc tán hay chăng lá, nỗi đó khi chìm có biết không. Đến lúc chiều trời giông bão nổi, quét ra hồ biển sạch bồng bồng. Bài thơ của Mao Bá Ôn có đại ý là: bèo mọc trong ruộng nước nhỏ như cái kim, rễ bám vào đâu thì không ai biết, không ăn sâu. Bèo đã không gốc rễ, không có lá, không có cả cành. Tuy rằng hợp lại đấy, nhưng tan rã cũng rất mau. Chỉ một trận gió là tan tác, nếu gặp phải khí trời xấu, bão gió thì quét một trận là ra hồ ra bể, không ai còn thấy vết tích nữa. Sở dĩ Mao Bá Ôn chọn vịnh Bèo là bởi ông nội của Mạc Đăng Dung là Mạc Bình, mà Bình là Bèo, bài thơ có ngụ ý châm biếm nhà Mạc rất rõ. Ngô Miễn Thiệu làm thơ đẩy lui quân Minh. Nhà Mạc nhận được bài thơ nhưng không ai họa lại được. Cuối cùng có người tâu lên rằng Trạng Nguyên, Ngô Miễn Thiệu có khả năng họa lại được bài thơ này. Vua bèn cho triệu mời Ngô Miễn Thiệu vào cung. Ngô Miễn Thiệu xem xong bài thơ rồi nói: nếu không có lời lẽ thống thiết thì làm sao lui được quân Minh? Nhà vua muốn thì có khó gì? Rồi ông đứng lên đi đi lại lại trong phòng đọc bài thơ Điệp Văn, cho viên quan lễ chép lại, ký tên đầu mục Mạc Đăng Dung. Bài thơ như sau: Cẩm lân mật mật bất dung châm, đá diệp liên căng khởi kế thâm. Thượng giữ bạch vân tranh thủy diện, khẳng giao hồng nhật chiếu ba tâm. Thiên trùng lãng đã thành nan phá, vạn trận phong suy vĩnh bất trầm. Đa thiểu ngư long tản giá lý, thái công võ kế hạ can tầm. Bản dịch của Trí Thủ: chen nhau vẫy gấm khó luồn kim, canh rễ liền nhau chẳng kể thân. Tranh với bóng mây trên mặt nước, hễ dùng ánh nhật lọt dòng tâm. Nghìn trùng sóng đánh thường không vỡ, muôn trận phong ba cũng chẳng chìm. Nào cá nào rồng trong ấn ẩn, cần câu lữ vọng khó mà tìm. Bài thơ của Ngô Miễn Thiệu có đại ý là: bèo kết lại với nhau đầy đặc như vậy gấm, dù cái kim chui qua cũng không lọt, cành rễ liền nhau mọc chằng chịt ăn rất sâu. Thường cùng đám mây trắng tranh vẻ đẹp trên mặt nước, ôm cả vần mặt trời vào lòng sóng. Ngàn trùng sóng đánh cũng e khó có thể phá, vạn trận gió cồn cũng chẳng thể nào chìm. Bèo còn có cá rồng ẩn mình trong bên dưới. Và khi thái công hết kế thì cũng buông câu, xuống dưới đám bèo mà tìm. Mao Bá Ôn đọc xong bài thơ Điệp Văn thì biết nước Nam vẫn còn nhân tài, không có khả năng uy hiếp được, liền thu quân trở về. Mao Bá Ôn tâu lên triều đình nhà Minh, nhắc lại chuyện ngày xưa khi nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. Nhà Minh cũng đem quân sang đánh với lý do khôi phục nhà Trần. Sau cho cùng có đánh thắng được nhà Hồ, nhưng quân Minh lại thảm bại bởi nghĩa quân Lam Sơn. Người thời đó có câu khen Trạng Ngô Miễn Thiệu là lập thi thoái lộ, nghĩa là đứng làm thơ mà đẩy lùi được giặc. Bên cạnh việc dùng thơ đẩy lùi quân giặc thì Trạng Nguyên Ngô Miễn Thiệu còn là người thầy tài giỏi. 8 năm dạy học, Trạng Nguyên Ngô Miễn Thiệu đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, sau này đỗ cao trong các kỳ thi, trong đó 3 người đỗ tiến sĩ. Thầy giáo Trạng Nguyên dạy học trò đỗ tiến sĩ. Theo sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Hội đồng Ngô tộc Việt Nam, Ngô Miễn Thiệu tự Thuần Nhã, hiệu là Trúc Khê, sinh năm 1499, chưa rõ năm mất, là người Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống nho học, nổi tiếng thông minh mẫn tiệp. Năm 1518, Ngô Miễn Thiệu đỗ Trạng Nguyên khoa thi Mậu Thìn, làm quan nhà Lê được 9 năm, tới chức ngự sử, lễ bộ thượng thư, đồng các đại học sĩ, tước trình Khê Bá. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê năm 1527, ông không chịu làm quan nhà Mạc mà về quê mở trường dạy học. Sau khi về quê, con cháu tới chào, có người hỏi sao không ở lại làm quan mà lại về quê sống cảnh điền viên. Ông nói: ta làm tôi nhà Lê, cha là Bản Nhãn, con là Trạng Nguyên. Nếu nay theo Mạc thì chẳng khác nào Triệu Phổ mặc áo đội mũ nhà Chu mà đứng trong triều vua nhà Tống.
Ngô Miễn Thiệu nổi tiếng thông minh mẫn tiệp, là người hội tụ được truyền thống hiếu học và khoa bảng của dòng họ Ngô. Năm 20 tuổi, Ngô Miễn Thiệu đỗ trạng nguyên khoa thi Mậu Dần năm Quang Thiệu thứ 3 năm 1518, đời Lê Chiêu Tống. Ông làm quan dưới Triệu Mạc, thăng chức Thượng thư Kim Đô Ngự Sử, trưởng Hàn Lâm Viện Sự Nhập Thị Kinh Viên, tước Lý Khê Bá. Ngô Miễn Thiệu không chỉ là bậc quan tài năng mẫn cán, mà còn là người thầy giỏi giang mẫu mực về trí tuệ và đức độ. Vì vậy đã đào tạo nên nhiều bậc nhân tài cho đất nước, ngay trong lúc cư quan nhậm chức cũng như lúc nghỉ hưu, mở trường dạy học tại quê nhà. Với sự dạy dỗ rèn luyện trực tiếp của ông, hai người con trai đều đỗ tiến sĩ. Ngô Diễn đỗ tiến sĩ khoa Canh Tuất, niên hiệu Cảnh Lịch thứ 3 năm 1550. Ngô Dịch đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn, niên hiệu Quang Bảo thứ 3 năm 1556. Theo lịch sử lưu truyền, Ngô Miễn Thiệu không chỉ là bậc quan tài năng mẫn cán, mà còn là người thầy mẫu mực, trí tuệ và đức độ. Trong 8 năm, ông đã đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, sau này đỗ cao trong các kỳ thi. Tiêu biểu là hai con trai của ông gồm Ngô Diễn đỗ tiến sĩ khoa Canh Tuất năm 1550 và Ngô Dịch đỗ tiến sĩ khoa Bính Thìn năm 1556. Người con nuôi Nguyễn Gia Mưu đỗ tiến sĩ năm 1559. Tài liệu xưa ghi lại rằng Nguyễn Gia Mưu quê là Nghĩa Lập, Tiên Sơn, Bắc Ninh, một dòng họ lớn có truyền thống hiếu học. Từ nhỏ, Nguyễn Gia Mưu đã nổi tiếng thông minh và hiếu học. Song vì nhà nghèo và bố mất sớm nên không có tiền đèn sách. Nhờ sự giúp đỡ của người chú ruột là tiến sĩ Nguyễn Hữu Thường và khát vọng mong muốn con thành đạt của mẹ, Nguyễn Gia Mưu có cơ hội được học với thầy Ngô Miễn Thiệu. Chuyện xưa kể lại, khi đỗ tiến sĩ vinh quy về làng, ông nghe Nguyễn Hữu Thường bắt cháu ruột của mình là Nguyễn Gia Mưu ra đường cái quan cán võng bà quan nghè về quê bái tổ. Uất ức vì sự đối xử của người chú ruột, Nguyễn Gia Mưu cán võng vợ quan nghè Nguyễn Hữu Thường về đến đầu làng, rồi bỏ quê về Tam Sơn xin học thầy Ngô Miễn Thiệu. Nguyễn Gia Mưu quê làng Nghĩa Lập, nay thuộc xã Phù Khê, huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh, một dòng họ lớn và có truyền thống hiếu học. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Gia Mưu đã nổi tiếng thông minh và ham học, song vì nhà nghèo và bố mất sớm nên không có tiền ăn học. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của người chú ruột, tiến sĩ Nguyễn Hữu Thường và lòng thương con hết mực, khát vọng mong con thành đạt của người mẹ đã khiến Nguyễn Gia Mưu đến với thầy học trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu. Truyền rằng khi đỗ tiến sĩ vinh quy về làng, ông nghe Nguyễn Hữu Thường đã bắt người cháu ruột của mình là Nguyễn Gia Mưu ra đường cái quan cán võng bà quan nghè về quê bái tổ. Uất ức vì sự đối xử của người chú ruột, Nguyễn Gia Mưu cán võng người thím ruột, vợ quan nghè Nguyễn Hữu Thường về đến đầu làng, rồi bỏ quê về Tam Sơn xin học thầy Ngô Miễn Thiệu. Thấy người học trò đã cao tuổi, bấy giờ Nguyễn Gia Mưu đã 28 tuổi. Thầy Ngô Miễn Thiệu liền thử ý chí và tinh thần hiếu học của Nguyễn Gia Mưu bằng việc gia điều kiện. Phải mang xôi trâu, nén bạc đến nộp cho thầy thì mới được theo học. Không còn cách nào khác, Gia Mưu lén về nhà thưa với mẹ. Thương con, người mẹ bèn đem việc này bàn với quan nghè Nguyễn Hữu Thường. Thấy cháu ruột quyết chí tiến thủ bằng con đường hoạn lộ, người chú ruột nhận lời giúp đỡ tận tình, nhưng giấu kín không cho cháu biết, để nuôi dưỡng lòng quyết tâm học tập của Nguyễn Gia Mưu. Thế là thầy học, đồng thời là bố vợ, trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu đã ngày đêm dạy dỗ, chỉ bảo cho người con rể của mình, đợi ngày đoạt chiếm bảng vàng. Nhưng lạ thay, thầy Ngô Miễn Thiệu thấy từ ngày có vợ, Nguyễn Gia Mưu học hành có phần chỉnh mãn, ông liền hỏi con rể sự tình ra sao, thì được biết việc chăm sóc của con gái mình với chồng chưa được tận tình chu đáo. Thầy Ngô Miễn Thiệu đã khuyên bảo và yêu cầu con gái phải chăm sóc, chuyên tâm trợ giúp chồng ăn học. Và đồng thời là bố vợ, trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu đã được trả giá thật xứng đáng. 5 năm miệt mài kinh sử văn sách, Nguyễn Gia Mưu đỗ hương cống khi ông 33 tuổi và đến năm 37 tuổi ông đỗ tiến sĩ.
Ngày vinh quy bái tổ, Nguyễn Gia Mưu đã không về nơi sinh quán là làng Nghĩa Lập, mà về quê vợ, nơi mà ông đã ăn học dưới sự dạy dỗ của người bố vợ Trạng Nguyên, Ngô Miễn Thiệu. Cũng bắt đầu từ đó, Nguyễn Gia Mưu đã sinh cơ lập nghiệp tại làng Tam Sơn. Từ đây, nảy sinh một dòng họ nối đời khoa bảng, mà ngoại tổ chính là Trạng Nguyên Ngô Miễn Thiệu. Tiến sĩ Nguyễn Gia Mưu sinh ra Tiền, đặc tiếng phụ quốc thượng tướng quân cấm y vệ. Đô chỉ huy sứ Ti, đô chỉ huy sứ, triều Lộc Hầu Ngô Tướng Công, tự Cường Nghị. Ông Cường Nghị sinh ra Ngô Tướng Công, tự Tính Thiện. Ông Tính Thiện sinh ra Ngô Sách Thí. Ngô Sách Thí đỗ tiến sĩ năm 28 tuổi khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ hai, năm 1659, làm quan sát sứ. Đây là ông tổ khoa bảng dòng họ Ngô Sách ở Tam Sơn, mà gốc chính là dòng họ Nguyễn là Nghĩa Lập, chính là bắt đầu từ cụ Cường Nghị. Tuân theo lời di huấn của người cha là Nguyễn Gia Mưu, dòng họ Nguyễn ở đây đã chuyển sang dòng họ mẹ, để đời đời nhớ ơn và di tồn truyền thống thông minh, hiếu học và khoa bảng của vị ngoại tổ Trạng Nguyên Ngô Miễn Thiệu, người thầy tài giỏi và đã góp phần đào tạo nhiều danh nhân cho quê hương Tam Sơn, Kinh Bắc, Bắc Ninh. Có thể thấy rằng, mặc dù không đồng thuận với nhà Mạc, nhưng vì vận nước nên Trạng Nguyên Ngô Miễn Thiệu vẫn đồng ý giúp nhà Mạc là vì quốc thể chứ không phải vì danh lợi. Trước khi rời nhà, ông nói với con cháu trong dòng họ rằng: "Ta đành phải đóng kẻ Triệu Phổ vậy, nếu không như thế thì trái mệnh vua Mạc, không biết họ Ngô Tam Sơn rồi sẽ ra sao. Nếu quân Bắc tràn vào, sinh linh trăm họ sẽ điêu đứng, thống khổ mất thôi." Hàng trăm năm đã trôi qua, sự liêm khiết, chính trực và công tâm của thầy giáo Trạng Nguyên Ngô Miễn Thiệu vẫn là bài học vô giá cho các thế hệ nhà giáo hôm nay và mãi mãi về sau đối với sự nghiệp đào tạo nhân tài cho đất nước.